6 động vật sử dụng IQ 200 để săn mồi. Chào các bạn, con người vẫn luôn tự hào là giống loài bọc cao, có trí thông minh vượt trội và nhờ đó mà có thể làm chủ hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, sự thông minh không chỉ là đặc quyền của con người. Thực tế, có rất nhiều loài động vật có trí thông minh vượt bậc với những khả năng không thua kém gì con người. Có thể chúng không có đủ sức mạnh, nhưng chúng biết cách sử dụng những cái bẫy chết chóc để sinh tồn trong thế giới rộng lớn này. Các bạn có muốn biết những loài động vật này là loài vật nào không? Và chúng có sử dụng IQ của mình như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong video sau, các bạn đừng bỏ lỡ nhé! 1. Anglerfish. Không biết các bạn đã xem bộ phim Ngọa hổ toàn long chưa nhỉ? Chắc mọi người đang thắc mắc, nó có liên quan gì đến loài cá con câu mà Tobion muốn giới thiệu hôm nay? Trước tiên, chúng ta nói một tí về loài cá này. Chúng xuất hiện hầu như trên khắp thế giới, từ vùng biển khơi, thềm lục địa, cho tới khu vực biển sâu. Ngoại hình của chúng trông không bắt mắt, nhưng kỹ thuật săn bắt của chúng thì rất độc đáo. Nếu các bạn đã từng xem bộ phim hoạt hình Finding Nemo năm 2003, thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách săn mồi của sinh vật này. Nó thu hút con mồi bằng cách phát sáng chiếc cần câu trên lưng nó, trông như một chiếc bóng đèn di động. Và những gì con mồi nhìn thấy chỉ là một vật thể sáng, đang lờ lững mà thôi. Con mồi tò mò lại gần, và những gì chúng nhận được là một cú đớp thật mạnh. Công việc sau đó của cá cần câu là tiêu hóa và tiếp tục chờ đợi con mồi khác. Đây chính là chiêu thức ngoại hổ tàng long đấy các bạn. 2. Chuột hương. Bạn biết gì về chuột hương này? Chúng là loài động vật ăn thịt sống ở Bắc Mỹ. Tuy có kích thước khá nhỏ, nhưng chuột hương lại sở hữu khả năng săn mồi điêu luyện và có phần không giống ai. Con mồi ưa thích của chúng là những chú thỏ mềm mại, nhưng nếu chạy đua công bằng, chúng sẽ không bao giờ đuổi kịp những chú thỏ. Nhưng nhờ vào mưu kế được xem là có 102, nên thỏ luôn mắc bẫy chuột hương. Khi phát hiện thỏ từ xa, chuột hương không ngừng lăn lộn, co giật, giả điên để thu hút sự chú ý của thỏ. Khi con mồi nhầm tưởng và mất cảnh giác, thì cũng là lúc nó bị chuột hương tóm gọn, chỉ bằng một cú nhảy chồm lên và giáng một đòn chí mạng vào con mồi ngây thơ. Các bạn có thể thấy cách săn mồi này dường như cũng khá vất vả đúng không nào? Kế sách giả điên này có lẽ các bạn cũng được biết đến qua câu chuyện Tôn Tận giả điên thoát chết trong tay Bàng Nguyên thời Chiến Quốc. 3. Nhím. Loài vật này trông khá dễ thương, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thương nhé các bạn. Khi bị đe dọa, những sinh vật tinh nghịch này xù lông, làm cơ thể trông phình to hơn và khiến kẻ thù hoảng sợ phải tránh xa. Nếu cách trên thất bại, con nhím sẽ tìm cách đột kích phía sau hoặc bên sườn và phóng các lông sắc nhọn vào kẻ thù. Hoặc nó có thể dừng lại đột ngột, khiến kẻ thù đâm sầm vào bộ lông tua tủa của nó. Các lông nhím dễ dàng tách ra khỏi cơ thể bố mẹ, và một khi chúng thâm nhập vào cơ thể động vật săn mồi, các gai nhỏ ở đầu lông sẽ găm sâu vào vết thương, làm vỡ các mạch máu và thậm chí cả cơ quan nội tạng. Những cuộc tấn công kiểu này được ghi nhận từng giết chết cả sư tử, báo, linh cẩu và thậm chí cả con người. Kế sách chọn con đường, thức tấn công mà không ai nghĩ tới được, gọi là ám độ trăng thương của loài nhím thật thông minh đúng không nào? 4. Rắn râu. Loài rắn râu từ đầu mũi chúng mọc ra hai xúc tu trông như hai sợi râu. Đây là loài rắn nước khá nhỏ, dài trung bình khoảng 50-90cm. Loài này chỉ được tìm thấy ở Đông Nam Á. Chúng sống hoàn toàn dưới nước và ăn cá là chủ yếu. Mặc dù tốc độ vồ mồi của chúng là rất cao, chỉ mất 15 ms cho một cú ngoạm, nhưng chúng không hề dựa dẫm vào thứ vũ khí này. Cách săn mồi của chúng hoàn toàn dựa vào phản xạ của con mồi và sự dẻo dai của cơ thể. Khi con mồi lại gần, nó sẽ giãy nhẹ người, tạo rung động nước ở một vị trí nào đó. Theo phản xạ tự nhiên, con mồi lập tức sẽ bơi theo hướng ngược lại, và thật không may, ở hướng đó chính là hàm răng của con rắn. Chiêu dương đông kích tây này không chỉ riêng con người mới sử dụng được, mà loài rắn râu đã phát huy rất hiệu quả đấy. 5. Chèo bẻo. Chèo bẻo được biết đến như là loài lường gạt bậc nhất ở hoang mạc Kalahari. Hãy xem cách mà con chim chèo bẻo giành thức ăn từ những con trồn đất. Khi thấy con trồn đất săn được con mồi, chèo bẻo sẽ bay lên cao, giả tiếng kêu của loài chim ưng để dọa đàn trồn đất châu Phi. Lợi dụng sự hỗn loạn của đàn trồn đất, chim chèo bẻo nhanh chóng cướp con mồi mà trồn đất săn được. Các bạn có biết chiêu thức giả thần giả quỷ này đã giúp cho chèo bẻo chẳng cần phải vất vả săn mồi mà chúng vẫn có được những bữa ăn miễn phí no say? Theo nghiên cứu từ những nhà sinh vật học Nam Phi, những con chèo bẻo có khả năng bắt chước 51 cuộc báo động khác nhau và sử dụng tiếng kêu để lừa dối những loài khác. Chèo bẻo chẳng khác nào một siêu lừa các bạn nhỉ. 6. Sow bobwhite. Được mệnh danh là một kẻ đặt bẫy kinh khủng nhất trong thế giới tự nhiên, sow bobwhite, loài sow biển tử thần thường xuyên được lên sóng trong các bộ phim khoa học của Discovery, BBC và National Geographic. Vì sao chúng lại đáng sợ như vậy? Sow bobwhite có chiều dài khoảng 3 mét, lông của chúng rất độc.
có thể làm tê liệt thần kinh vĩnh viễn cho những ai chạm vào nó. Chúng sống ở những nơi vùng nước nông và thường lủi sâu dưới cát. Sự đáng sợ của loài sâu này nằm ở cách chúng săn mồi. Chúng sẽ ẩn thân hình dài ngoằng của mình dưới cát biển, chỉ để lộ một phần nhỏ ra thôi. Và rồi khi có con mồi thơm đi qua, chúng sẽ chồm lên với tốc độ cực cao, xoáy chặt bộ răng lởm chởm vào từng thớ thịt của kẻ xấu số và lôi tuột nó xuống cái huyệt mộ đã đào sẵn, cho dù con mồi lớn hơn nó rất nhiều lần. Thật thú vị phải không các bạn? Không nghĩ rằng những loài động vật lại biết cách vận dụng sự thông minh của mình cho việc săn mồi và đấu tranh một cách hết sức độc đáo. Sau khi xem video, bạn ấn tượng với chiêu thức săn mồi của loài vật nào? Dạ điên của chuột hương, dương đông kích tay của rắn râu hay cách đặt bài của sâu bóp bít? Riêng tóc bí ẩn thì thích chiêu ám độ trần thương của loài nhím hơn. Theo bạn, đó có phải là do IQ của chúng thật sự cao hay chẳng qua đây chỉ là bản năng sinh tồn của chúng? Ngoài 6 loài vật trên thì những loài vật nào biết sử dụng IQ để săn mồi không các bạn? Tóc bí ẩn rất mong nhận được nhiều ý kiến của mọi người. Để nguồn kiến thức của chúng ta thêm phong phú hơn, hãy cùng nhau trao đổi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!